Chào mừng các bạn đến với kênh Nhịp Sống Nông Dân Hôm nay là ngày 29 tháng 8, 2023 Hiện tại mình đang đứng ở giữa vườn tránh của một bạc nông dân Ở gần Mà xung quanh rầy <laughs> Hiện tại thì giá tránh đang một ngày một lên nha và giờ hiện tại nhìn cái vườn tránh như thế này rồi thì uh, chắc là bà con uh, anh em uh, những anh em đã làm tránh thất bại rồi thì thèm muộn lắm. Tránh mà bỏng với uh, cái dàn hóa uh, dàn uh, lạ nó ra như vậy mơn mởn như vậy thì chắc uh, cũng phải uh, thèm thèm khát uh, những cái uh, vụ chanh của tháng 10 tháng 11 như thế này. Ăn nhanh trong tháng 10, tháng 11 mà được những cái vụ chanh như thế này. Bắt đầu ra hoa đầu quả như thế này rồi thì quả ok. Giả chanh thì một ngày một đi lên. Đây bà con đài nông một này. trại to, bóng đẹp. Cái vườn này sử dụng thuộc thì... Chủ yếu là thuộc... Uh, côn diệt... Uh, côn trùng. bét cứu. Đó là chích khụt. Phòng ngừa chích khụt và sử dụng phân bón lá kết hợp với nó vườn này hiện tại là được gần bốn tháng hiện tại đã cho một số trại tránh chỉnh bỏi rồi thì hiện tại mình đang đi ở giữa vườn và mình cũng ước gì những lựa uh, lửa tránh trước mà mình trồng uh, được như uh, như thế này được tránh như thế này rồi thì uh, quả ổn thì gọi là cái thẳng cái cái lửa tránh này sẽ, sẽ hút bạc luôn nhìn là nhìn là mê rồi nhìn trái này là có một số trái không theo xịt được á thì bị uh, vẫn bị chích hụt này khi là bị chích hụt rồi thì nó sẽ bị nốt này thì uh, cái tránh nó sẽ mất giá trị nhá nên uh, những anh em uh, đang theo làm tránh thì nên chú ý xịt theo chu kỳ một tuần một lần hoặc là 10 ngày một lần để tránh tình trạng chích hút và cái thời gian này thì cái tránh đang đà lên như thế này thì anh em cũng cố gắng chăm sóc đi hiện tại là tranh đẹp chưa giá tầm trên 14 đến 15 ngàn rồi giá chanh đẹp đấy, giá chanh vào thùng uh, gọi là chanh đi thải đấy. Là 14 15 ngàn thôi, còn chanh múc giờ hiện tại cũng 5 6 ngàn. Tùy theo uh, từng đại lý thu mua nhá. Có đại lý uh, mua đẹp uh, họ xuất được, uh, họ có kia uh, đầu uh, đầu ra ổn định, đẹp thì uh, nó sẽ giá cao hơn. Còn uh, có những cái Đại lý mà đại lý mà thu mua thấp thì nó tùy theo cái 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 đầu mối đấy chọn được những cái đầu mối đụng thì cái giá tranh thu mua của ba con sẽ cao hơn còn một số đại lý mua thấp hơn thì họ cũng xuất thấp chứ không phải là mỗi người có một cái giá riêng mọi đại lý có giá riêng như cũng ăn tranh lệch khoảng tầm tầm ờ uh, tranh đất thì uh, có lời cho bà con cũng như tất cả các đại lý và tất cả các công nhân cũng như tất cả mọi người đang uh, làm tranh. Riêng uh, đối với cái thời gian như thế này thì uh, bà con uh, đã làm tranh được như thế này thì uh, cần thêm bổ sung canxi -si bò, kali, canxi -si bò để uh, cho trại tranh uh, cứng vỏ nhá cựng vỏ chắc nặng và để cho cái can kali uh, trắng kali uh. trắng thì uh, làm cho hiệu quả đầu trại cao hơn cái thời điểm uh, này thì uh, dễ rất dễ đầu trại hơn là thời điểm uh, mùa trước uh, những cái tháng mà uh, tháng tư tháng năm bởi vì thời tiết uh, tháng tư tháng năm nó năm nay quá khắc nhiệt đầu mùa mưa thời tiết lạnh gió và mưa nó trại mùa Mưa mưa gọi là mưa đầu mùa mưa, rất uh, khó để uh, làm được uh, cái uh, lửa tranh đầu Lựa để mà được một lửa tranh đầu đẹp như uh, lửa tranh hiện tại như thế này là vào tháng chín tháng 10 như thế này là quá ok. Và cái tháng chín giờ hiện tại là cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì uh, nói chung là lửa tranh này là thu bỏi thì khoảng tầm Vài tuần rồi bắt đầu cử bỏ dần dần nhưng mà ăn vào vụ chỉnh là khoảng tháng 10, 11, 12 Thì bà con cũng nên cố gắng chăm sóc vườn chanh cho mình cho đạt năng suất Đó là một trại chanh bóng, nặng Thì cần những yếu tố dinh dưỡng đầy đủ Đó là những điều cần thiết cho bổ sung chất dinh dưỡng cho cây chanh và tránh tình trạng chích hụt thì bà con cũng nên phòng ngừa một tuần một lần hoặc là 10 ngày một lần cứ xịt đều mà xịt gọi là xịt phía xung quanh cái vườn của mình thời điểm này thì tất cả các cái con bò cảnh cựng với ruồi vàng năm nay cái giai đoạn này ruồi vàng cực kỳ nhiều luôn nha nó rất chi là nhiều nên bà con cũng chú ý vào vườn của mình riêng à, ai đã theo được cái gian lên gian tránh như thế này và cái à, có những cái yếu tố quan trọng đó là mình phải nẹo gian, nẹo gian để cho nó không cái thời gian mà mình không nẹo gian kịp á, nẹo gian răng à, gian thì à, mình phải cân bởi vì cái gian rồng lớn mà khoảng tầm tầm một sao đến hai sao mà mình làm đơn sơ quá đến khi à, nó nặng tránh nó sẽ à, sập gian thì à, thiệt hại nặng về uh, kinh tế nhá. Để chăm uh, và trồng lên được một cái cây chanh cũng không đơn giản. Năm nay uh, cũng uh, có một uh, số bà con cũng như tất cả mọi người trồng phải cái rộng chanh không có hạt. Cái loại rộng chanh mà giờ hiện tại bỏ ở trong là không có hạt luôn. Năm nay thị trường nó sôi nổi gọi là cái rộng chanh nó ảo quá mà. Cái giả uh, dạ, um, chanh thương cũng đem ra tranh chanh chanh thương hiệu nói là tranh thương hiệu mua một chung một thùng tranh thương bằng giả tranh thương hiệu bởi vì cái thời điểm mà quá sốt giả tranh dây thời điểm mà sốt rộng những bài sổ giả về nguồn trại nhá cái rộng mà thời điểm thường ba tháng 4 tháng năm thì thời điểm đó những anh tất cả bà con phải dịnh những cái rộng là rộng đắt đỏ một thùng chanh khoảng tâm tầm rơi vào trên 3 triệu một thùng chanh còn giờ hiện tại thì bà con có xuống giống thì giá chanh mà chanh giống của hàng thì khoảng tâm tầm 2 triệu đến 2 triệu 2 còn chanh thường thì khoảng tâm tầm độ vài trăm ngàn nữa thôi còn cái chanh kim thơ cũng như tất cả các chanh mà nó nó đã đạt tiêu chuẩn thì nó cũng giá dạ cao khoảng tầm tầm 1 triệu trên 1 triệu. Bà con thời điểm này mà xuống rộng thì khoảng tháng 4, tháng 3, tháng 4 là bắt đầu lại có thu hoạch, bắt đầu có chín bói. Thôi vậy mình cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo. Hẹn gặp lại bà con cũng như tất cả mọi người trong những nền...